giác với tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Khách sạn ở Cần Giờ phá kè chắn sóng để trồng dừa. Phá đường dây lừa đầu tư tiền ảo xuyên quốc gia. Bắt nhóm làm bằng thạc sĩ, đại học giả trong nhà trọ ở Bình Dương. Phút đời thường hôm nay, nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của người thầy thuốc. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, cả nước phát hiện 7.883 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, xâm hại tình dục trẻ em chiếm tỷ lệ trên 80%. Đó là thông tin các chuyên gia chia sẻ trong hội thảo khoa học Xâm hại tình dục trẻ em qua mạng và giải pháp phòng chống do Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã phối hợp với Cảnh sát Liên bang Úc AFP tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Trong báo cáo của đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, từ năm 2021 đến năm 2023 đã có hơn 400 vụ lợi dụng các trang mạng xã hội để lợi dụng và xâm hại trẻ em. Điều đáng lo ngại là Việt Nam đang có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm gần 25% dân số. Trong đó có 96,9% trẻ em sử dụng mạng Internet, 82% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 13 tuổi. Con số này tăng lên 93% đối với trẻ từ 14 đến 15 tuổi. Việc tiếp xúc với Internet từ rất sớm là môi trường thuận lợi để phát triển trí tuệ, mở rộng giao tiếp xã hội cho trẻ. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng làm gia tăng các nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu, độc, thiếu chuẩn mực, bị bạo lực, xâm hại trên và thông qua môi trường mạng. Trong đó, xâm hại tình dục là một trong các nguy cơ gây tổn thương và để lại những hệ lụy nặng nề nhất. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh và người giám hộ luôn giám sát và nắm bắt hoạt động trực tuyến của con em, đặc biệt là khi các em tham gia các phòng chat, game online và mạng xã hội. Nếu phát hiện con em có dấu hiệu bị đe dọa, xâm hại, lập tức liên hệ với cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Ngày 5 tháng 10, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền và công an đã vào cuộc xác minh việc một đoạn kè chắn sóng trước khách sạn Gió Lộng ở xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã bị phá để trồng dừa. Việc phá kè chắn sóng biển là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an toàn bờ biển. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại đoạn kè trước khách sạn Gió Lộng đã bị phá vỡ và khoảng 100 cây dừa cao 5 mét được trồng lấn ra tới bờ biển. Ngoài ra, khoảng 100 mét đất dọc bờ biển trước khách sạn còn xuất hiện một bờ bao nhân tạo bằng bao cát. Người dân địa phương cho biết họ thấy việc thi công phá dỡ kè chắn sóng và trồng dừa trước khách sạn Gió Lộng bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, những ngày qua, nhờ thời tiết ổn định, nhiều tàu đánh bắt biển khơi của ngư dân Khánh Hòa nhộn nhịp bắt đầu vào mùa đánh bắt cá nục, loại cá rất dễ tiêu thụ ngoài thị trường như chế biến cá hấp làm nước mắm. Những ngày này, tại cảng cá Cửa Bé, Nha Trang luôn diễn ra nhộn nhịp khi những chiếc tàu đánh bắt cá biển khơi của ngư dân Khánh Hòa liên tục trở về cảng với đầy ắp cá nục, gồm cá nục gai và cá nục suông. Bình quân mỗi ghe tàu đánh bắt được trên dưới khoảng 10 tấn cá nục khiến ngư dân rất phấn khởi. Do cá nục rất dễ tiêu thụ tại thị trường, ngoài làm cá hấp, các cơ sở mua về để làm nước mắm. Với giá bán ra cho các bạn hàng, tiểu thương thu mua ngay tại cảng khoảng từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký, tùy theo kích cỡ và loại cá. Trong đó, cá nục suông có giá cao nhất. Năm nay, mùa đánh bắt cá nục của ngư dân Khánh Hòa với sản lượng tăng hơn năm trước đã tạo thu nhập đáng kể cho ngư dân. Tiếp
tục chương trình là thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, bắt giữ 5 đối tượng gồm Vi Văn Linh, 21 tuổi và Kha Văn Úc, 22 tuổi, Vi Thị Lệ, 22 tuổi, trú tại huyện Con Cuông, Lộc Văn Tàu, 23 tuổi, Lương Văn Hiền, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hình thức hoạt động của nhóm này là lừa tình, lôi kéo nạn nhân đầu tư tiền ảo. Nhóm này được đào tạo, huấn luyện sử dụng kịch bản lừa đảo với các nạn nhân người Việt theo 4 bước. Trước hết, tạo các tài khoản mạng xã hội giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh đời sống độc thân, giàu có. Trong đó, lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng Bitcoinermine. Tiếp đó, chọn các con mồi phù hợp, gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng Bitcoinermine. Nạn nhân nào sập bẫy thì sẽ được hướng dẫn cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử. Cuối cùng, khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, các đối tượng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trước mắt đã làm rõ nhóm này đã lừa gần 20 tỷ đồng của các nạn nhân. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt phá đường dây làm bằng giả, giấy tờ giả với quy mô lớn. 5 nghi phạm bị bắt quả tang về hành vi mua bán, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức gồm Lê Thanh Nhuần, 31 tuổi, Bùi Văn Đức, 34 tuổi, Trần Văn Hảo, 38 tuổi, Trần Văn Hoàng, 31 tuổi và Dương Văn Tùng, 31 tuổi. Các đối tượng này đã thuê phòng trọ ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Dầu Một để làm các loại bằng giả như bằng thạc sĩ, đại học, cao đẳng và thẻ căn cước, giấy khai sinh, chứng chỉ các loại. Các đối tượng này khai đã tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội Zalo, Facebook liên kết với các hội nhóm kín để nhận làm các loại bằng giả, giấy tờ giả theo yêu cầu của khách. Sau khi làm xong, sẽ giao nhận trực tiếp với người đặt mua. Tổng cục Hải quan cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội liên tiếp phát hiện hai người nước ngoài cất giấu nhiều vàng khi nhập cảnh vào Việt Nam. Vụ thứ nhất, ngày 4 tháng 10, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay UO550 từ Hồng Kông đến Nội Bài, hải quan phát hiện một hành khách nam giới có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan và công an phát hiện hành khách này giấu 3 miếng kim loại màu vàng trong vùng kính và đế giày nhằm tránh bị phát hiện. Trọng lượng 3 miếng kim loại vàng này là 3 kg. Buổi chiều, hải quan tiếp tục phát hiện một nam hành khách nhập cảnh trên chuyến bay mang số hiệu VN593 từ Hồng Kông đến sân bay quốc tế Nội Bài, mang theo 6 mảnh vàng kim loại, có tổng trọng lượng 3 kg. Cả hai hành khách này đều thừa nhận, số kim loại màu vàng mang theo đều là vàng thật. Mục đích cất giấu khi nhập cảnh vào Việt Nam là để bán. Thưa quý vị, bác sĩ Lê Thanh Phong, chuyên khoa phẫu thuật mạch máu, thành viên Hội phẫu thuật mạch máu châu Âu, được biết đến là người chữa rất nhiều ca bệnh khó về tĩnh mạch ở Việt Nam. Nhiều trường hợp như dị dạng mạch máu bẩm sinh, suy tĩnh mạch có nguồn gốc từ vùng chậu, huyết khối tĩnh mạch sâu, suy tĩnh mạch hiển có nguồn gốc từ nhánh xuyên, được bác sĩ Phong chữa khỏi, giúp bệnh nhân lấy lại cuộc sống bình thường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một nữ bệnh nhân từng tuyệt vọng vì bệnh tĩnh mạch, những cơn đau hành hạ trong 10 tháng trời, từng chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Cuộc sống như một sự tái sinh khi bệnh nhân được bác sĩ Phong thăm khám và chữa trị. Đến nay, bệnh nhân đã lấy lại được cuộc sống bình thường. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, chúng ta hãy cùng đến với phóng sự sau đây. Trước đây em bị đau bụng bên phải mà tìm không có ra nguyên nhân. Em đau thời gian gần 10 tháng trời. Lúc đó là cảm thấy tuyệt vọng vì không có cái hướng điều trị mà tìm không ra nguyên nhân. Đau là ăn cũng không được, ngủ cũng không được luôn. Rồi giống như cuộc sống vợ chồng là không thể nào gần gũi nổi tại vì nó đau dữ dội lắm. Người phụ nữ mắc cái hội chứng này thường là có nguy cơ đứng trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nó hành hạ suốt như vậy luôn á. Mà nó, trong khi đó là phải vì ban đêm mình nằm xuống không gian tỉnh nó đau rất là nhiều. Mà đau giống như cái kiểu mà mình nói là đi cũng không được mà ngủ cũng không xong. May mắn là mình có ông chồng.
ổng động viên, ổng dẫn đi khắp nơi để điều trị, giống như tìm cái nguyên nhân. Rồi giống như là bệnh viện này tìm không được, đi chỗ khác, đi tới chừng nào mà tìm ra thôi. Nhưng mà lúc đó là nản lắm, nói thôi em không trị nữa đâu, em rất là mệt. Thật sự là cảm giác nó, anh biết là nó chán nản, công việc thì cũng không muốn làm luôn. Rồi nó nói thôi bây giờ ráng để đi một lần nữa, nếu không có cơ hội nữa thì nghỉ luôn. Nhưng mà may mắn là gặp được bác Phong mới tỉnh ngộ lại, mới nói ở bác nó điều trị được mới có cơ hội đó. Chứ còn không là chắc nghĩ là không gặp được mình bác thì chuyên khoa mạch máu này chắc em nghĩ em bỏ cuộc rồi đó. Đây là một bệnh mà trong y văn người ta gọi là hội chứng xung huyết vùng chậu. Giống như mình nghĩ là mình bị đau do một cái nguyên nhân nào đó, nhưng mà cuối cùng là khi mà khám ra thì biết mình bị giãn cái tĩnh mạch bên buồng trứng á, giãn hai bên luôn, rất là nặng. Tại vì mạch máu của em nó giãn rất là nặng. Nó, em nhớ lúc đầu lên là bác nói kích thước của em là nó giãn mạch bên trái là khoảng 8, mà giống như cái giới hạn bình thường là khoảng 5.5 đi, nó giãn lớn lắm. À, như vậy thì các tĩnh mạch trong ở buồng bụng nó giãn và nó ứ động, nó gây viêm, gây đau, và nó biểu hiện của cái hội chứng xung huyết vùng chậu hay là hội chứng giãn tĩnh mạch ở vùng chậu. Trong các tĩnh mạch vùng chậu thì cái tĩnh mạch buồng trứng phía bên trái là cái tĩnh mạch dễ bị tổn thương nhất, và khi nó bị suy thì nó sẽ gây một cái dòng máu chảy ngược từ trên xuống dưới và nó gây ứ máu ở vùng chậu, gây đau đớn, đau mãn tính, đau khi quan hệ vợ chồng, đau khi đứng. Nhưng mà may mắn thì mình gặp được bác sĩ Phong, thì bác sĩ điều trị cho mình bằng thuyên tắc tĩnh mạch. Cái đây là một cái bệnh khó, khó ở hai điểm. Điểm thứ nhất là về chẩn đoán, cái thứ hai là cái bệnh này nó dễ nhầm lẫn với những bệnh phụ khoa, những bệnh về đường tiểu, đường tiêu hóa khác. Làm điều trị lần đầu là giống như nó giảm, lần thứ hai là nó hết luôn. Một sự may mắn và cái duyên để gặp được một cái người mà điều trị cho mình hết á, mình thấy mình biết ơn nhiều lắm luôn á. Rồi sau giờ mình thấy mình khỏe lại, mình thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Hiện tại bây giờ em hết đau bụng, và giống như là nó khỏe lại, nay lên cân. Chân thì nó nhẹ, bụng thì nó không đau nữa. Cái lúc trước là cái chân nó tê, nó nặng lắm luôn á. Giống như vận động là mình cảm giác người mình nó mệt mỏi, nó thật ra là nó lúc đó là sống mệt, thấy không có thể là không có còn sức sống luôn á. Bây giờ là khoảng tháng nay là lên cân lại, với lại là mình thấy khỏe trong người, mình mừng lắm. Tìm mà đúng được bác sĩ á, còn hơn là ai cho mình một đống tiền. Tại vì bác sĩ mà có tâm, có tài nữa thì người ta điều trị cho mình á, dứt điểm luôn. Còn em cũng đi nhiều chỗ rồi, nhưng mà bác sĩ người ta không có nhiệt tình, giống như hỏi hỏi vậy thôi, đời cũng qua lo thôi. Nhưng mà gặp được một bác sĩ mà giỏi, với lại mà có năng lực mà ta điều trị nhiều người hết như vậy á, thì em thấy á, được sẽ có nhiều bạn được giúp đỡ hơn, giống như hoàn cảnh giống như em. Nên do đó là em hy vọng là cái phương pháp điều trị của bác á, có thể là giống như lan rộng cho các bạn, những cái người mà bệnh giống như em vậy nè. Nếu mà cảm thấy đau bụng mà tìm mà không có nguyên nhân mà chụp không được á, thì mình nghĩ về cái vấn đề bên bệnh bên mạch máu để mình được điều trị sớm hơn. Cái phần chữa bệnh cho bệnh nhân nó sẽ có hai cái mục đích. Một là trả về bệnh nhân với một cái cuộc sống bình thường như trước đó, cái cuộc sống hàng ngày thường nhật, đó là chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên một mặt thứ hai đó là rất là quan trọng, đó là hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ mắc cái hội chứng này thường là có nguy cơ đứng trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Cái việc điều trị thành công một cái bệnh như vậy làm chúng tôi rất là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì mình đã được tiếp cận những cái phương pháp chẩn đoán và điều trị đúng để có thể nhận diện và điều trị một cách chính xác. Những cái bệnh khó như vậy nó mang lại hạnh phúc, sức khỏe và niềm vui cho người bệnh. Và đó cũng chính là niềm vui của những người thầy thuốc như chúng tôi. Nhờ
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11 giờ 30 phút hàng ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.